cái mà tâm đắc nhất là cái cử mà đổ đuôi đó, xịt hàng cơm bi đó là chú hài lòng dữ lắm. Bởi vì có cái nó giữ được cái nhánh giá đó, nó xanh tới mà tới ngày cắt nó vẫn còn xanh đó, đương nhiên là mình căng ký nó phải nặng rồi. Chú làm hôm nay là chú tính là chú cộng nguyên cái quy trình đó là bao nhiêu tiền, rồi tao nằm tao mới bấm tao mới so lại tao mới mua đó, chứ không phải không mà tao mua tao xài đâu mà. Nó là thấy giờ nó im nó đạt rồi đó, mua tới chú mua cái này chú xài nữa rồi, cứ lợi nhuận đem về phải cao rồi chi phí mình thấp mà năng suất mình đạt mùa này chỉ là ngon rồi. Xin chào quý khán giả, chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Cây Lúa Cần Thơ, kênh chia sẻ về tình hình canh tác lúa tại khu vực thành phố Cần Thơ. Dù không nằm trong tâm bão số 3, nhưng Cần Thơ vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão, có mưa lớn và dông lốc. Đây cũng là thời điểm lúa thu đông của bà con bước vào mùa thu hoạch. Trên cánh đồng lúa xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, đâu đâu cũng râm ran tiếng máy móc làm việc, hòa cùng tiếng cười, tiếng nói, tiếng ý hơi nhau cần lúa cho kịp trước khi trời đổ mưa. Nhưng sao vụ thu đông năm nay buồn quá, chỉ một trận bão đã làm thất thoát năng suất của bao người. Để hiểu hơn những vất vả của quý nhà nông trong vụ mùa nhiều biến động này, xin mời quý khán giả cùng lắng nghe những chia sẻ từ chú Thuấn sau khi thu hoạch dứt điểm năng suất lúa thu đông này nhé. Lúa thu hoạch hôm qua hôm nay căng cơ mà Chí ơi, cái đầu vụ thì nó nào ngay nó thuận lợi, gần tới cắt thì nó có cái cơn bão gió rồi lúa nó hao nhiều quá, lép đồ này kia nọ. Mùa này thời tiết bắt lại rồi, tới cắt ông mưa ông gió rồi lớp nào ở trên ông mưa xuống rồi ở dưới nước nó dâng lên bơm nước đâu có nghỉ đâu, ngày nào chú cũng bơm hết rồi cắt nó hao hụt nữa, xui thiên tai mình phải chịu thôi. Cắt rồi thì 1 hecta chú làm ở đây thì chú căng mới căng đang căng rồi cái đợp đi đó thì năng suất thì nó một công tầm cắt đó nó 780-790 gì đó, giá thì 7.000 gỡ. So ở vòng vòng ở đây chắc chọi hơn người ta rồi, công chắc coi như là suốt mà tính đầu công không là coi như hơn người ta là công chỉ là nửa bao lúa đó, nửa bao lúa cũng có lúa nhiều chứ bộ. Thì nói chung là vòng vòng ở đây người ta 600-700 cũng có chứ không phải mà mình được nhiều 800 cũng có nữa, mà cũng có một hai chủ vậy thôi chứ không có mà nằm cái giá là 800 mà cao quá. Mà mình làm thì 780-790 kg trên một công tầm cắt thì nó quá trời ngon rồi, mừng rồi. Nói chung là vụ này đã đạt như vậy là quá trời ngon rồi, đừng đòi gì nữa giờ. Trước cắt là nếu mà lúa mình nói mà lúa không có do thiên tai mà sập đó là chú độ là lúa từ 900 kg độ lên chứ không dữ. Cái lúa này đúng ra đó là nó đứng là 900 kg là phải ghe không có mệt nổi gì chứ. Dàn lúa đẹp dữ lắm, đẹp. Cả vụ thu đông này thì chú làm ba cái thuốc, xịt ba cái thuốc từ A đến Z của công ty Biocop không đó. Chú thấy là coi như là nhử cái dàn lá nó đẹp, với hai nữa cái nhánh giá của nó xanh đó là chú thích rồi đó. Rồi tới cắt lúa rồi nó vẫn còn xanh, còn mướt lúa lắm. Mà cái bông lúa nó chín rồi. Lúa thì ngon lành. Cái mà cái màu đó thì ok, khỏi chê. Màu vàng đẹp lắm. Màu mỡ gà lúa nó sáng trưng à, còn cái màu lá của nó tới cắt mà nó còn ngon lắm. Cái mà tâm đắc nhất là cái cử mà đổ đuôi đó, xịt hàng cơm bi đó là chú hài lòng dữ lắm. Bởi vì có cái nó giữ được cái nhánh giá đó, nó xanh tới mà tới ngày cắt nó vẫn còn xanh đó, đương nhiên là mình căng ký nó phải nặng rồi. Đúng rồi, hài lòng với cái sản phẩm này rồi, tâm đắc rồi, qua năm rồi chú có làm nữa thì chú mua cái sản phẩm này chú làm nữa chứ mua hàng nào. Giờ mấy năm trước rồi chú không có xài nó, chú cũng nói đâu đó rõ ràng có xài nó. Thấy ông cái bên ông xịt sao thấy êm quá phái, tầm mò thấy mua thuốc mới xịt mùa này nguyên một vụ này thử nó ra làm sao, thấy nó như vậy thì nó đạt rồi đó. Xài nguyên quy trình này giảm phân rồi, xịt ba thằng combi đó không là thấy nó đạt, với ba cái thằng mà K2kin Mamit đồ đó thì nó ra rễ nhiều rồi nó đẻ nhánh, rồi mình giải phân nó ra rễ nhiều, mình giải phân nó hút nhiều đó, nhưng mình phải giải nó nhẹ phân lại rồi một công đó là cỡ khoảng 10 kg phân là xiền luôn đó. Cái chi phí của nó là cái thuốc này là so với ba cái thuốc này thuốc nọ thì thằng này là nó nhẹ tiền hơn đó, chứ nó không có nặng hơn. Bởi vì đó là chú cũng tính toán cũng dữ lắm. Chú làm hôm nay là chú tính là chú cộng nguyên cái quy trình đó là bao nhiêu tiền, rồi tao nằm tao mới bấm tao mới so lại tao mới mua đó, chứ không phải không mà tao mua tao xài đâu mà.
mắc quá đâu có mua đâu, mắc quá con làm mắc quá, chi phí không có lời. Lúa thì đặc vụ năng suất nó ngang nhau, đặc vụ như 700 800 800 ở đâu thì 790 ở đâu ở đó thôi, mà chi phí mình nặng quá nó đâu có lời nhiều đó. Mà thấy giờ nó im nó đạt rồi đó, mình mua tới chú mua cái này chú xài nữa rồi lợi nhuận đem về phải cao, rồi chi phí mình thấp mà năng suất mình đạt mùa này vậy là ngon rồi, hài lòng rồi. Nói chung ra vậy là chú tâm đắc cái sản phẩm của công ty Bioco. Ba tháng trồng cây chẳng bằng một ngày trồng quả, có lẽ là câu nói tả thực rõ nét nhất về vụ thu đông năm nay, khi mà công sức chăm bón vất vả của bà con chỉ bằng một trận bão quét cuối vụ đã làm thiệt hại năng suất rất nhiều. Không chịu đầu hàng trước sự khắc nghiệt từ thiên nhiên, quý bà con đã nhanh chóng vực dậy tinh thần, thu hoạch thành công trà lúa thu đông và giữ lửa với một tinh thần lạc quan để chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp tới. Chúc bà con mình thu hoạch vụ thu đông 2024 gặt hái được năng suất xứng đáng, thắng lợi và bội thu. Còn bây giờ, Cây Lúa Cần Thơ xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.